Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài chim độc đáo và đáng yêu, đó là con cú mèo. Con cú mèo không chỉ có hình dáng đặc biệt mà còn có những đặc điểm và hành vi rất thú vị. Hãy cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị về con cú mèo nhé. Con cú mèo được biết đến với hình dáng đặc trưng, với đầu hơi giống mèo và bộ lông mềm mại có màu sắc đa dạng. Điểm đặc biệt nhất của chúng chính là đôi tai lớn và tròn giống như tai mèo. Mắt cú được cố định trong hốc mắt. Điều đó có nghĩa là cú không thể chỉ di chuyển mắt sang trái hoặc sang phải, mà chúng phải di chuyển cả đầu để nhìn. Tầm nhìn của cú có thể xa hàng km, nhưng chúng không thể nhìn thấy gì ở khoảng cách vài mét. Một ưu thế khác là thính giác và tầm nhìn xa của cú trong bóng tối cực tốt. Cú là chim săn mồi. Thức ăn của cú gồm một số loài động vật có vú, côn trùng và các loài bò sát nhỏ, thậm chí cả một số loài chim khác. Cú không có răng nên không thể nhai con mồi. Giống như các loài chim săn mồi khác, cú nuốt cả con mồi nhỏ và phải xé con mồi lớn thành từng miếng nhỏ trước khi nuốt. Sau khi tiêu hóa hết, chúng nôn ra những thứ khó tiêu hóa như xương, lông thú, lông vũ. Cú có thể tạo ra rất nhiều loại âm thanh khác nhau, đôi khi có thể giống như tiếng kêu của mèo. Những âm thanh đặc trưng này chủ yếu nhằm mục đích giao tiếp với đồng loại, đánh dấu lãnh thổ và báo hiệu về sự hiện diện của mình. Nếu cảm thấy bị đe dọa, con cú mèo có thể sử dụng chiến thuật giả vờ chết để làm lạc hướng kẻ săn mồi. Con cú mèo xây tổ trên cây hoặc trong bụi cỏ để đặt trứng. Chúng không xây mới cho riêng mình mà sử dụng các tổ hay hốc cây bị bỏ lại bởi các loài chim khác như chim gõ kiến, đồi mồi. Chúng thường đặt từ 2 đến 4 quả trứng mỗi lứa. Cú mèo có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dân số côn trùng và duy trì sự cân bằng tự nhiên trong môi trường sống của chúng. Có một số loại cú đặc trưng sau. Cú lợn có mặt hình trái tim, lưng xám là một trong những loài phân bố rộng nhất trong lớp chim. Cú lợn phương Đông thuộc gia đình cú lợn cũng nổi bật là phần mặt hình trái tim nhưng nhỏ và dài hơn so với cú lợn thông thường. Cú rít sinh sống ở phía đông của lục địa Bắc Mỹ có cơ thể nhỏ, ngắn và bè. Một con cú trưởng thành có chiều dài cơ thể từ 16 đến 25 cm. Cú đại bàng Á, Âu là một trong những loài cú lớn nhất, lớn hơn cú tuyết, có sải cánh khoảng 1,5 mét. Loài cú này là kẻ săn mồi đáng sợ trong thế giới động vật. Cú tuyết có bộ lông đa phần trắng, con được trưởng thành có màu lông trắng hoàn toàn, đôi mắt vàng và mỏ dài đen. Đây cũng là một trong những loài cú lớn nhất và nặng nhất trong họ cú. Cú xám lớn là loài cú có chiều dài cơ thể lớn nhất trong họ cú, có đầu tròn lớn, mặt màu xám, đôi mắt vàng với hai vòng tròn tối màu bao quanh. Cú lùn phương Bắc là một trong những loài cú nhỏ nhất trên thế giới. Một con cú chỉ có chiều dài cơ thể chưa đến 15 cm. Cú hang sống ở trong các hang dưới lòng đất. Đây là một trong loài cú nhỏ nhất ở Bắc Mỹ với màu lông đốm nâu và đôi chân dài. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá về con cú mèo, một loài chim với hình dáng độc đáo và những đặc điểm thú vị. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những hiểu biết mới và niềm yêu thích đối với thế giới tự nhiên. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.